Xin chào anh chị em À thì anh chị em thấy trên màn hình chúng ta thấy là một bản nhạc là à, Rất là nhiều người đang quan tâm tới là tâm sự ngày xuân à, Thì Tết nào hầu như là mọi người cũng đều à, tìm những cái bài hát, những cái xích nhạc Để chúng ta về chúng ta có thể là tập hát hoặc là tập đàn Nhưng mà anh chị em thấy là à, Trên à, xích nhạc á, trên mạng á Thì không phải là cái xích nhạc nào nó cũng đẹp, cái xích nhạc nào nó cũng rõ đúng không? Như cái bài này Thì xích nhạc này nó có rất là lâu rồi Đây, từ năm 1000 năm 66 cơ kiểm duyệt số ngày 19 tháng 12 năm 66 lầu quá rồi thế nha. à, bây giờ nếu mình in ra thì rất là mờ thì để làm sao mà cho nó bản đẹp hơn thì chúng ta phải chép lại à, chép lại thì để cho nó đẹp à, thì à, vấn đề chép nhạc á, thì đó là cũng là một cái chủ đề mà rất là được nhiều à, À, các bạn sinh viên ở trung trường đại học à, về chuyên ngành âm nhạc người ta cũng là bắt buộc phải học còn những à, anh chị em mà không chuyên ở bên ngoài thì mọi người cũng tiếp cận nó và cũng chép được những cái sheet nhạc mình thích ngày xưa thì nó rất là khó nhưng mà bây giờ thì nó rất là dễ anh chị em thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em về cái à, vấn đề chép nhạc à, thì đầu tiên ha thầy thì, thì, thì sẽ điểm sơ qua một số cái nội dung ví dụ như là à, cái này là cái chương trình thì Tùng dạy bên trường à, đại học phương lan phần mềm chép nhạc thì hiện tại trên thị trường thì có rất là nhiều phần mềm chép nhạc anh chị em ngày xưa lúc thì tùng mới học á, thì tùng chép nhạc bằng phần mềm anh co ngày xưa là không phải là anh co 0 đâu mà anh co nó thấp hơn phiên bản hình như là là ba chấm mấy hay là sao đó là bốn năm gì đó rồi sau này mới tới là năm 0 thì hồi đó là tùng sử dụng một thời gian thì anh co thì cũng rất là tốt cũng trong thời điểm đó nha thời điểm khoảng năm hai không mấy đó là rất là tốt và mọi người đều hầu như đều cũng xài rồi vài năm sau một ngày đẹp trời nữa đó thì tự nhiên những cái file mà mình mình chép bằng Encore này mở nó không có lên. <laughs> một ngày đẹp trời không biết sao nó không lên. Thì lúc đó mình phải phải làm lại, phải làm lại rất là nhiều luôn. May mà mình còn lưu ra những cái file file ảnh, file PDF nhưng mà cái file gốc thì nó không còn. Để mình chỉnh sửa nên mình phải chép lại từ đầu. Thì lúc đó mình tìm hiểu phần mềm thứ hai đó là phần mềm Final. À, thì phần mềm Final thì hiện tại là À, các trường ở các trường đại học thì nhiều trường vẫn sử dụng cái phần mềm này để hướng dẫn cho học sinh là là chép nhạc để làm bài tập hoặc là chép những những sheet nhạc à, đó là phần mềm Final phần mềm tiếp theo là phần mềm uh, CBLood ở à, đây thì cũng là một những cái phần mềm tương đối là hiện đại mới mà mọi người cũng cũng hay sử dụng rồi uh, chuyên về guitar chuyên về guitar nha thì đó là có phần mềm guitar pro à, hiện tại là À, nó có phần mềm tới 8.8.5, 8.0 gì đó. À, mà mình thì hiện tại mình vẫn còn xài phần mềm Guitar Pro này. à Guitar Pro 7.5. Thì phần mềm Guitar Pro thì nó là à, rất là thích hợp cho vấn đề là chép à, những cái bản nhạc về guitar. À, có cái phần tab ở dưới thì tốc độ làm rất là nhanh. à copy lời cũng rất là nhanh. À, nhưng mà nó cũng có một cái cái nhược điểm là nó nói về làm về guitar thì nó rất là mạnh nha. Còn nếu mình làm về ca khúc thì cái phần trình bày, phần giao diện á, thì nó cũng chưa có ổn lắm Rồi, thì một phần mềm nữa mà mình cũng rất là tâm đắc trong thời điểm hiện tại đây Đó là phần mềm Musescore à, Đây là phần mềm Musescore Thì à, tại sao mà mình tâm đắc cái phần mềm này Thì sau khi mình trải qua được rất là nhiều phần mềm á, Thì mình thấy là à, những cái à, giao diện của phần mềm Musescore này nè Nó rất là thích hợp và nó rất là dễ đối với người sử dụng người ta gọi là dùng cái từ gọi là gì ta thân thiện với người dùng thân thiện với người dùng tất cả mọi thứ nó đều xô ra hết à, nó giống y chang như phần mềm guitar pro vậy đó à, và nó, nó 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 rất là dễ cho vấn đề là thao tác và những cái lệnh của nó thì những người đã sử dụng phần mềm uh, final hoặc là encore đều làm được có một số uh, cái lệnh là nó giống y chang như final à, thì tùng hồi đó thì tùng học uh, encore xong rồi tùng học tới final thì bây giờ chuyển qua tìm hiểu một cái phần mềm mới này thì nó rất là dễ là, rất dễ luôn, hầu như là giống giống nhau hết. Và điều đặc biệt của phần mềm Musico này nè là đó là sử dụng hoàn toàn miễn phí. À, cái này mình không có quảng cáo cho cái phần mềm này nha. Đây là mình thấy là những cái phần mềm nào mình cảm thấy là nó 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 dễ sử dụng và nó 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 tốt à, cho với người sử dụng thì mình sẽ giới thiệu cho anh em thôi chứ mình không có nhận tiền quảng cáo cho cái mấy cái hãng này nha thì đại khái là đây là phần mềm là được sử dụng hoàn toàn miễn phí hãng cho mình sử dụng miễn phí chứ không phải mua nha những phần mềm dù như guitar pro cbrs nè rồi final hoặc là encore tất cả những phần mềm này à, đều muốn sử dụng hết tính năng của nó là phải trả phí à, phải trả phí hết hoặc là dùng những cái bản rắc còn những phần mềm này á, là sử dụng miễn phí và xử dĩ thì tại sao thì tùng phải nói nhiều như vậy để cho anh chị là lựa chọn cái hướng đi của mình ví dụ như mục đích của mình là nghiên cứu về lĩnh vực gì à, mình muốn làm cái gì thì mình chọn cái phù hợp cái phần mềm phù hợp với mình nếu anh chị em mà muốn sử dụng chỉ là chép ca khúc à, có hợp âm rồi có lời hoặc là chép sheet nhạc cho piano à, hoặc là tab guitar những mà nó 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 đơn giản nó nó dễ sử dụng và à, ai cũng biết về sơ sơ về tinh học cơ bản cuộc thôi là đều xài được cái này thì nên chọn cái phần mềm này. Ừ. thì để cài đặt phần mềm này á, thì anh chị em cứ việc là vào cái website của nó đây thì tôi hướng dẫn cho anh chị em cài đặt ha và cái điểm đặc biệt của phần mềm này nè cho anh chị em coi cái phần mềm này nó có điều đặc biệt gì ha hơi dài dòng xíu nhưng mà anh chị em nhớ là theo dõi cho nó hết nha để mình biết được là cái phần mềm này nó như thế nào đây là một cái trang uh, org thì cái trang này là nó sẽ cho mình tải về cái phần mềm này Và hướng dẫn sử dụng luôn nha Nó có những cái tài liệu để anh chị em có thể tự học được à, Thì mình thì cũng tự học trên website thôi Hiện tại là ở các thị trường thì cũng chưa có ai hướng dẫn nhiều về cái phần mềm này à, Toàn là những anh em tự tìm hiểu thôi Và cái trang mà tìm hiểu tốt nhất là cái trang trang chủ của nó Mình lên đây mình tìm hiểu đó Nó có những cái bài giảng Rồi để mà cài đặt cái phần mềm này á thì anh chị em cứ bấm vào cái trang là musico org nè Tùng sẽ để cái link vào ở dưới cái video này ha cái link tải video này thì anh chị em bấm à, tải về thì khi tải về thì nó sẽ có một cái option cho mình chọn à, chưa phải cái này đâu nó có đây đây nó là một cái mức này nào, thì anh chị em chọn coi là mình đang xài cái à, máy tính gì ví dụ như mình xài đang là xài trên Windows thì mình chọn cái phiên bản bên này nếu mình xài trên uh, MacBook thì mình sẽ cái này đó hai cái khác nhau nha ví dụ như là tổng đang xài trên Windows thì tùng bấm vào đây thì nó sẽ tải về thì nó tải về thì tải về là cái file music nè gạch ngang cái húp tải về nó nhanh lắm nhà vấn đề cài đặt cái phần mềm này thì anh chị em phải có mạng sẵn nha ba máy mê bấm phát xong liền rồi. rồi sau khi mà mình xong rồi thì mình cài đặt mình bấm đúp đứt, đứt chỗ đây thì cài đặt À, bấm vô đây là cài đặt thôi và mình chỉ bấm chọn nét chọn z gì đó là xong rồi rất là dễ ha bấm vô đây xong thì khi sau khi cài đặt xong thì nó hiện lên cái phần mềm này nè đây à, mooltipool nè rồi mình bấm vô cái mooltipool này nó sẽ cập nhật cho mình nó tự cài đặt cho mình bấm vô đây nha bấm vô đây thì nó sẽ tự cài đặt cho mình à, sau khi cài đặt xong thì nó sẽ ra một cái giao diện này đây một cái giao diện mooltipool nó như vậy à, và điều đặc biệt thì Tùng muốn à, À, nhấn mạnh đối với phần mềm này là tại sao tùng chọn là nó có cái phiên bản dành cho người việt <laughs> đặc biệt vậy nha những phần mềm khác là nó không có nha nó sử dụng một tiếng anh thôi nhưng mà anh chị em tưởng tượng là đâu phải ai không giỏi tiếng anh đâu đúng không à, những người mà ta thích nhạc quá mà ta không giỏi tiếng anh thì sao ngồi học rất là cực à, chỉ có phần mềm này nó có cái phiên bản tiếng anh đây anh chị em sau khi cài đặt xong nha đặt xong thì hiện lên như thế này giao diện như thế này thì mình sẽ vào uh, Edit nè, rồi mình chọn cái dòng dưới cùng ha và nè, nhấp vào đây. Rồi, thì trong này nè, ở cái mục đầu tiên nè, à cái chỗ mình language là ngôn ngữ, mình sẽ chọn bấm vào đây và mình chọn là tiếng Anh, nó có rất là nhiều ngôn ngữ nha. Nó dịch thì ở mức độ là à, tương đối nha, có nghĩa là là có những cái nó, nó nó không có thấy hợp lý lắm nhưng mà cơ bản là nó hầu như là mình hiểu được 90 rồi để bấm vào tiếng Việt rồi chúng ta bấm OK thôi là xong rồi bây giờ nó chưa có đúng không mình tắt nó đi mình tắt mình mở lại nó sẽ ra tiếng Việt rồi thì đừng mở lại nè đây anh chị em thấy không thấy đó là bản tiếng Việt rồi bây giờ thì tùng sẽ demo sơ thôi nha demo sơ về cái cách sử dụng thôi bài sau thì tùng sẽ hướng dẫn cho anh chị em là à, cách chép nhạc như thế nào ví dụ như đây ở phần mềm này khi nó hiện ra bản tiếng việt rồi nè thì khi mà mình tạo một cái pha, cái bản nhạc mới à, mới vô đây à, cái này là tùng tạo sẵn rồi cho nên là nó có nhớ này mình bấm vào đây tạo mới nè nó hiện ra cái bản như thế này à, thì mình được quyền chọn ví dụ như chọn nhạc cụ đi thì mình được chọn này và mình đánh vào cái tên tiếng việt cũng được ví dụ đánh tên guitar đi chẳng hạn đó thì nó hiện lên guitar nè đó rồi mình bấm vào đây mình bấm xong cái là nó hiện lên cái bảng guitar mà nó chưa có tab nha mình muốn có tab thì nó hiện cái tab thôi rồi giờ mình bây giờ mình cách thứ hai là mình bấm tạo mới như thế này cho nó hiện lên rồi sau đó mình mình tạo từ kiểu mẫu nè có nghĩa là từ những cái file mẫu có sẵn thì thường thì Tùng sẽ làm như này nếu mà mình chọn theo cái kiểu mà À, khóa son thôi dòng nhạc khóa son thôi anh chị em thấy nó hiện lên cái cái bảng cho mình nhìn không bên tay có, có bên phải nè nó hiện sẵn nè rồi nếu khóa pha thì đây còn nếu chép cho piano thì đây khóa son và khóa pha nó rất là tiện ha thì là ví dụ như là đây là mình đang là uh, rồi khóa son bấm vô xong cái này hiện ra rồi sau đó là ví dụ như là mình muốn thay đổi một cái gì đó thì cũng rất là dễ dù như muốn thay đổi cái tên từ đề bài hát thì cứ bấm vô đây rồi mình đổi tên thôi đó tiểu đề tác giả rồi những cái ký hiệu bên này là nó xô ra sẵn luôn à, sẵn luôn rồi bài sau thì tôi sẽ hướng dẫn chi tiết ha bài này tôi sẽ giới thiệu sơ sơ thôi rồi giới thiệu cho anh em cho anh chị em hiểu về cái phần mềm này thôi ngoài ra điểm đặc biệt của phần mềm mà music Core này nữa đó là cái kho ứng dụng kho ứng dụng hoàn toàn đó miễn phí đây đây là cái kho ứng dụng Mọi người thường hay xin xích nhạc hay là chép xin nhạc đều lên trên này hết. Trang score này nè, à, rất là nhiều bài. Thì đồng ví dụ như là bài mình chọn bài uh, Happy Birthday đi nha, cho nó dễ nè. Happy Birthday. Nhấp vào đây. Đó, thì mình chọn uh, ví dụ như uh, cái sheet này đúng không? Bấm vô hình cái. Này. Đó nó có sẵn nè. Mình mở luôn phát luôn. Và cái trang này là cái trang này là người ta cho mình xem mà để mình học tập rất là tốt ha mình chỉnh được tốc độ luôn tốc độ nhanh chậm rồi tăng giảm à, khi mà sử dụng những cái chức năng này nè à, tăng giảm trên bớt là sử dụng trên cái app điện thoại được nữa app điện thoại hoặc là cái ipad đều làm được ha rồi có những cái file thì người ta sẽ cho mình xài hoàn toàn là miễn phí có những cái file thì mình mua trả phí đó hoặc là mình có thể là mình cung cấp cái cái file của mình lên đây cũng được đây là cái trang của hãng luôn musicco com đó, download tài, tài liệu học tập và cài đặt thì là musico org còn sheet nhạc mà để chia sẻ để tham khảo là musico com ha hai cái link này tùng để phim dưới để anh chị em uh, dễ bấm vô đó là tải về thôi rồi thì tùng xin chào anh chị em à, vừa rồi thì tùng đã chia sẻ cho anh chị em về cái uh, lý do mà tùng chọn cái phần mềm uh, musico để mà chép nhạc và hướng dẫn cho anh chị em trong cái chương trình uh, chép nhạc sắp tới rồi thì trong quá trình học thì anh chị em nhớ là mình không có vội vàng ha, mình sẽ đi từng bước, từng bước, từng bước một tập làm được bước một rồi thì mới qua bước hai, mình cứ từ từ, từ từng bước vậy đó. Tại vì mỗi người sẽ có một cái khả năng tiếp cận công nghệ nó khác nhau. Quan trọng là mình phải đủ kiên nhẫn. Có những lúc mà nó khó thì mình mình tìm cách tìm cách mình làm chưa quen thì mình từ từ mình làm chưa quen. Không biết thì mình hỏi thôi. Nha mình thì cũng là cũng là người nghiên cứu trước thôi lúc trước là mình chia sẻ lại cho anh em thôi chứ cũng không, không tài giỏi gì đâu rồi tôi xin chào anh chị em và hẹn gặp lại anh chị em trong bài số 2